là 8 bát cả nhà. Úp luôn cả 8 bát luôn nhá. Quá là đẹp. Phổi to đấy. Chào tất cả đã đến nhá. Buổi sáng là an lành, sức khỏe dồi dào. Hôm nay Toàn lại làm mấy bát gọi là Lolotica. Rồi đánh tầm lượng khoảng 8 bát. Chắc là mình đi Toàn ăn thôi cả nhà. Buổi sáng nói chung là mình chỉ làm mấy bát tiết canh. Rồi đánh dư dư ra một vài bát để ai ăn thì ăn thôi. Chứ hôm nay cũng không gọi là ai. Đấy. Công việc mỗi người một việc bận hết rồi. Nên mình làm video mình tranh thủ thôi. Sáng đến tranh thủ làm bát tiết canh đấy, chia sẻ cho tất cả đại đình xem. Rất nhiều anh em thích cái món tiết canh này, mình phải cố gắng mình làm đến mấy bát. Bình thường là sáng đến là mình hay ăn đấy, hôm nay là mấy hôm không ăn rồi, này mình làm mấy bát ăn cho nó mát ruột mát gan. Bây giờ mình vào triển khai nhá, mời tất cả đại đình trần nước nóng đi, nước sôi trần đi, mình đánh luôn nước sôi luôn nha cả nhà nha. Đấy. Đấy. Sáng đến thì nói chung là nó bình dân cả nhà. Quấy nó sục lên. Chia ra bát xong. Buổi sáng nó bình dân cả nhà. Bát tiết canh ngon lành. Chia ra bát là ngon lành cả nhà. Quấy nhanh còn đông như tay. Giờ đã xong rồi nhỉ. Đấy, quả siêu phẩm tiết canh. Úp bát luôn. Quá đỉnh cao luôn cả nhà. Đồng là như thạch luôn này. Úp bát nhá. Quá kinh. Đúng là gọi là siêu phẩm. Tiết canh úp bát. Hai, bốn, sáu là 8 bát cả nhà. Úp luôn là 8 bát luôn nhá. Quá là đẳng cấp luôn. Bây giờ mình sẽ mở luôn một loạt xong rồi ăn. Triển khai luôn. Đồng như cùng thành. Quá chuẩn. Cầm bát tiết canh vẫn còn nóng rồi nhỉ, vẫn còn nóng hổi trên tay. Kinh điển. Ngon lắm rồi nhỉ. Thì nó rực rỡ này mà. Đấy, đây là lòng lên dạ dày, bát tô này ăn không hết được. Rau cỏ chuẩn bị cho mình rắc nạc vào triển khai. Ơi. Ơn này này mình mụn. Có muối này ăn quanh năm ngày tháng. Thế thôi, buổi sáng nó ăn lành này nhỉ. Mầm tiết canh, cây tiết canh siêu to, siêu hấp dẫn. Làm một chén rượu nữa, nhỏ nhỏ nữa, một hai chén.
Cái buổi sáng là quá là ngon hành đào. Ngon lắm cả nhà. Nóng lên mình trần ăn nó nóng. Nóng non, nóng già, gan, phổi, đấy, dạ dày. Vào đây tất cho nó nóng hổi luôn. Mời mời đấy đi nhá, buổi sáng ăn lành. Ui, móc miếng á, nó hấp dẫn. Ngon. Ăn móc ngon. Ngon dạ. Ngài nó tiếng kìm ảnh huyền kêu tiếng rít. Bà tươi bà ấy làm cho cái miếng dạ dày to đấy, làm miếng phổi to đấy. Ôi tuyệt vời. Ăn mấy hành, đóng hành tươi. Miếng cộng nó ngon. Bát đã có nước mà mình móc ăn nó sướng hơn. Non. Gan. Ngon. Bà ăn tiết canh, người ăn tiết canh này. Mời lại đây nhá. Nhà mình ai chán tiết canh, mỗi mình là thèm. Bận không? Còn đám cưới. Đi đám ở đâu? Hai ông bận cả hai. Hành ăn rất ngon, hành sống. Dày. Dày hái cầm zip. Ngon. Bà tiết ạ, thèm bà tiết quá nhỉ. Bán này trước này. Như thạch đây, cắm lại qua này.
chứ cành úp bát như thành câu câu đông lắm mà nhà, mời cả nhà nhá. À, tiếp là cơm đúng không? Không có tí nước nào luôn. Ngon. Tiếng ngon phải ăn liên tục để nó ráo miệng. Chèn mất tiết. Mời đại đình hắn sắn cảm giác này đúng như củ thạch nào sắn đúng như thế. Hai bát nó xong. Ăn đầu mát lên đấy. Mời đại đình nhá. Bán nòng đấy nòng à. Nhiều nòng quá. Ba bát. Bốn bát. Ăn này liên tục mới ngon, phải nhỉ?
mình làm mình ăn nó chất lượng rồi nhỉ, ăn no ăn chán thì thôi đấy, không không để cho thèm ăn cứ phải chán thì thôi, no thôi. Ớt ăn ở ngoài thì có chanh hả? Ai có hiền đang rồi. Ơi ăn thích canh này, bạn ấy nhiều lắm nè, ngon lắm, bạn ăn 4 bát rồi này. Đây nha, ôi này mày có cô hiền rồi sao, phần cô á ngon quá, ngồi ăn luôn này, bát đấy ngon lắm, thơm. Như cục thạch luôn. Xong. Bốn bát. Ôi cái này phần có hiền, ở hiền bốn bác. À, phổi ngon rồi nhỉ. Ngon quá. No thôi. Mình mua tầm đồ ngon ăn, chất lượng. Bổi đánh tần sụn, ăn giòn, nó khó. Có video này toàn quay có thời lượng cả nhà. Đấy, hôm nay mình muối nòng đánh 8 bát tiết canh, mình ăn hết 4 bát rồi. Còn phần cố hiền, phần cố mập cố ăn. Ông cố lại bảo mình ăn tham quá. Đấy, thôi mình chia sẻ clip đến đây nhá. Đấy, mình hẹn cả nhà sang clip tiếp theo. Mọi người thấy hay cho mình một like, một đăng ký để mình có thể ra những clip tiết canh hay nhất để gửi tới mọi người. Rồi, xin chào, hẹn cả nhà sang clip tiếp theo nhá. Thank you mọi người.